Thật bất ngờ cho cái cặp loa đến từ thương hiệu Focal. Đây là cái thương hiệu cao cấp mới hiện nay được nhiều người yêu thích săn đón sử dụng. Và điều bất ngờ hơn thì cặp loa này có mức giá rất là tốt các bác nhé. Mức giá mới lít là cặp loa này có cái mức giá là 291 triệu. Đây là cái cặp loa hàng lướt bác khách sử dụng được mấy tháng. Cho nên là có cái mức giá rất là tốt cho các bác, chỉ trên 100 triệu một tí thôi. Dạ vâng, điện tử Thanh Huê với số điện thoại là 0333 289 289. Xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì điện tử Thanh Huê mang đến cho bác một cái siêu phẩm đến từ thương hiệu Focal. Và trước mắt các bác đây là cái cặp loa Focal Katano 2 có mặt tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Phun thùng đầy đủ phụ kiện, tất cả đều zin nguyên bản và xịn chính hãng. Và cái thương hiệu Focal này đã được biết đến với cái chất lượng âm thanh, đem đến cho người nghe một cái chất lượng âm thanh rất là riêng và không kém đi cái phần sang trọng đẹp mắt, với chất âm rất là ấm áp, ngọt ngào. Và không thể không kể đến cái cặp loa có cái model là Katano 2 này. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái cặp loa có cái tông màu phía trước là tông màu trắng. Toàn bộ thùng đều là cái màu gỗ walnut, đây là cái màu được yêu thích. Và đặc biệt đây là cái màu có cái mức giá cao nhất trong cái series màu. Đó, các bác quan sát tất cả đều đẹp zin tuyệt đối. Và chút nữa thì em sẽ quay cho các bác quan sát được cái phần hông sườn, hậu cảnh của cặp loa này rất là đẹp các bác nhé. Loa thì sở hữu 4 loa 3 đường tiếng, 2 bát 16 cm, một chung và một chép. Dạ vâng, cái cặp loa Katano 2 này thì có cái công suất âm ly khuyên dùng là từ 30W cho tới 300W, đều đánh tốt được những cái cặp loa này. Và điều đặc biệt là những cái dòng loa này thì có thể chơi đa thể loại nhạc, ngoài ra các bác cũng có thể hát karaoke gia đình. Bởi cái cấu tạo của con này, cấu tạo gân cao su rất là mềm. Em mời các bác quan sát về cái phần dưới chân của cặp loa. Đó, chân đinh zin. Đây là cái chân đinh giúp cho cái phần giữ cho cặp loa này được chắc chắn hơn khi di chuyển. Focal thì đem đến sự kết hợp chưa từng có ở nhiều cặp loa khác, với cái chất âm rất là ma mị. Với hai loa bass 16,5 cm, công nghệ NIC 16,5 cm, với cái giải chung hệ thống treo TMD và NIC 27 mm là loa chép. Loa chép vòng ngược Benzinium tinh khiết của IAL3, với cái độ nhạy của cặp loa này là 91 dB. Kích thước chiều rộng là 321, chiều cao là 1118, chiều sâu là 477. Lần đầu tiên loa có nón lanh dạng W kết hợp với loa chép Beryllium. Lanh là cái sự thể hiện khối lượng, độ cứng, độ giảm chấn để đem đến cái âm thanh rõ ràng và chính xác nhất. Sự kết hợp độc nhất giữa lanh và Beryllium này là đem đến sự ấm áp, du dương đáng kinh ngạc cho cái dàn âm thanh. Đặc biệt, loa được sản xuất tại đất nước Pháp, mang cái đặc trưng riêng của Pháp. Loa âm trung sử dụng hệ thống treo TMD kiểm soát giải âm, và mọi loa của Kata thì đều được trang bị củ loa NIC mạch cảm ứng trung tính, một cái thiết bị ổn định từ trường để cho ra một cái âm thanh trung thực, hoàn hảo và âm trầm được kiểm soát tốt nhất. Loa thì được thiết kế rất là sang trọng, đẹp mắt, tỉ mỉ. Với cái phần phía đằng trước và phía đằng sau, mọi góc cạnh đều được bo tròn, tạo lên được cái sự mềm mại cho cái cặp loa này. Với cặp loa là dáng đứng, và phía trước của cặp loa là hai cái tấm e căng được chia làm hai phần. Đó, phía bên trên e căng là căng bảo vệ loa chung, và phía bên dưới là căng bảo vệ cho hai cái loa bass 16,5 cm này. Điều đặc biệt ở cái dòng loa Focal thì mọi cái căng đều thiết kế nam châm hít, thì tạo ra được cái sự sang trọng và cũng như là tạo lên được cái điểm nhấn đầy đặc biệt cho cái cặp loa này. Phía bên trên nóc cặp loa là cái tấm kính cường lực màu đen, tất cả đều zin tuyệt đối các bác nhé. Loa thì rất là đẹp luôn. Mời các bác cùng em trải nghiệm cái cặp loa này cũng như là chất âm của cặp loa này. Bác nào ở xa thì em sẽ ship toàn quốc cho bác. Bác nào ở gần thì xin mời các bác hãy đến cửa hàng em có địa chỉ tại số 8 ngõ 4 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội xem kiểm tra test sản phẩm thoải mái ạ. Em quay chi tiết cái cặp loa này, sau đó em mời các bác cùng em thưởng thức cái chất âm của cặp loa này. Em sẽ ghép cùng với một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Maxitot. Đây cũng là cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Hai cái thương hiệu nổi tiếng ghép với nhau. Mời các bác cùng em trải nghiệm cái chất âm. Loa thì khẳng định được đẳng cấp của người chơi âm thanh, người chơi âm nhạc. Với cái thiết kế
lỗ thông hơi gồm có hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi thì nằm phía trước và một lỗ thông hơi ở phía sau, giúp cho các bác dễ dàng kê bày ở mọi không gian phòng. Ngay bây giờ điện tử Thanh Huê sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa. Em mời các bác cùng em tiến tới lại gần để quan sát kỹ chi tiết được cái cặp loa này. Em mời các bác quan sát về phần trên nóc của cặp loa Focal với tấm kính màu đen đây các bác nhá. Và đây là phía mặt của con loa đây. Các bác quan sát phần loa chép này, cái căng ở phía bên trên đó, sử dụng cả căng hít đây các bác nhá, rất là đẹp luôn các bác quan sát. Nói chung là không hề có cái điểm gì trừ rồi đó. Đây là lỗ thông hơi, đây là phía chân loa đây các bác nhá. Cái chân này thì các bác có thể xoay vặn để điều chỉnh cái khi các bác để xuống mặt sàn. Và đây là căng của cái bát đây. Đó. Nói chung cặp loa thì rất là đẹp rồi các bác yên tâm. Có sao thì em sẽ báo luôn công khai tại video cho các bác. Đó, các bác quan sát cái bát của cặp loa này. Bát này rất là mềm các bác nhá. Đấy, sử dụng cân cao su đây. Rất là đẹp luôn ạ. Phần loa chung cũng là 16,5 cm. Loa cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các bác quan sát về phần sườn loa giúp em. Đó, vân đây cực kỳ là đẹp. Vân trùng vân. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là cái tông màu óc chó. Cái tông màu Juicy Wood này thì được nhiều người yêu thích sử dụng. Đặc biệt đây là cái tông màu đắt nhất trong CG đây các bác nhé. Đó, loa thì thiết kế độ vòm đây. Đó, các bác quan sát về cái phần phía đằng sau của cặp loa. Đây là một lỗ thông hơi nữa. Và đây là cọc đấu loa Focal Katano 2. Đó, các bác quan sát cái vân của con này rất là đẹp ạ. Vân cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đây là phần trên nóc loa này. Căng phía bên trên đây. Cặp loa cực kỳ là đẹp. Và đây là cái căng thứ hai. Đó, các bác quan sát. Cặp loa đẹp 99,9% luôn. Và đây là lỗ thông hơi ở phía trước. Đó, trên loa đây. Hông sườn còn lại ạ. Đó, các bác quan sát rất là đẹp luôn. Cặp loa cực kỳ là đẹp và đặc biệt là có cái mức giá rất là tốt cho các bác. Em chỉ được một chút thôi thì là em sẽ cho cặp loa này lên đường. Đó, cặp loa rất là đẹp các bác nhé. Ngoài cái ngoại hình của con này sang trọng đẹp mắt, cái chất âm thì cũng rất là tuyệt vời.